VIP dẫn đầu xu thế thẻ. 1664 Blank pin vị chất mở bất ngờ cùng The Max Singer Việt Nam. Cái thời buổi công nghệ hiện nay, tôi nói thật sự là tôi đánh giá rất cao những người còn chịu cầm cái viết lên viết xuống vài chữ cho một người khác. Tôi tin chắc cái giây phút đó là giây phút rất thật, cái tình cảm trao cho người ta là thật. I keep it. Thank you. Em cảm ơn anh, em cảm ơn anh Thành rất nhiều ạ. Anh ơi, cái viết của em ơi. Hey. Hey. How are you? I'm fine, thank you. And you? I miss you. Nói thì miss you mà đấm thẳng nguyên cái cọng râu cho đầu người ta. Nói chung là ngày hôm nay rất là thương ông nha. Cứ mỗi một lần ông xuất hiện là có thêm một phụ kiện mới, mà phải nói là thể lực của ông ngày một lên. Đúng rồi. Cứ vác thêm phụ kiện là cứ khỏe lên, hát tốt hơn. Không mấy lần sau mình đổi, đừng có làm cái này bằng cái mút này nữa. Mình chơi sắc luôn đi. Đừng concert cho nó máu. Vâng, thế thì anh đội. Anh đội nha, em đứng sau em hát thôi. Còn anh đội cho em là được. Rồi. Hợp lý. Sự là bây giờ em đang rất là run. Em không hiểu tại sao. Các vòng trước thì em có run một lần, đó là tập đầu tiên. Nhưng mà hôm nay em lại quay trở lại cái sự run đấy. Thôi, bây giờ mình trò chuyện tí xíu cho bớt run đi. Bây giờ là cho cảm xúc của tất cả chúng ta đều hòa quyện là một, thì mình sẽ đặt cho Voi một câu hỏi. Đến hẹn lại lên, có quà cho chúng tôi không? Thực sự là em có chuẩn bị một món quà, nhưng hôm nay Voi sẽ không nhây nữa. Voi thấy là mình cần có một sự nghiêm túc nho nhỏ. Anh Tắc lấy hộ em ở trong cái túi này. Em có chuẩn bị một món quà. Hay thế. Trúng. À. Đây là những tấm thiệp em tự làm. Em dành tặng ban cố vấn cho anh Tắc. Đáng yêu. Wow quá. Tình cảm quá. Cái này phải vào bản đồ mình ơi. Đây là Voi biết điều. Các vòng trước thì em tặng những cái dễ thương rồi, nhưng mà lần này em sẽ là tặng những cái kỷ niệm của em. Em muốn viết vào trong cái lá thư này dành tặng cho tất cả các ban cố vấn. Các bạn ơi, làm rất là đẹp, làm bằng tay nhá. Trong cái thời buổi công nghệ hiện nay, tôi nói thật sự là tôi đánh giá rất cao những người còn chịu cầm cái viết lên viết xuống vài chữ cho một người khác. Tôi tin chắc cái giây phút đó là giây phút rất thật, cái tình cảm trao cho người ta là thật. I keep it. Thank you. Em cảm ơn anh, em cảm ơn anh Thành rất nhiều ạ. Tôi rất vui bởi vì tôi nhìn thấy hình của Tóc Tiên và tôi so sánh hình của tôi cảm thấy tôi một người may mắn khi được cầm thiệp này. Ê mọi người, hình được một đẹp một lát nữa quay cận sau. Bye, thank you, and you. I miss you. Nói thì miss you mà đấm thẳng nguyên cái cọng râu cho đầu người ta. Nói chung là ngày hôm nay rất là thương ông nha. Cứ mỗi một lần ông xuất hiện là có thêm một phụ kiện mới, mà phải nói là thể lực của ông ngày một lên. Đúng rồi. Cứ vác thêm phụ kiện là cứ khỏe lên, hát tốt hơn. Không mấy lần sau mình đổi, đừng có làm cái này bằng cái mút này nữa. Mình chơi sắc luôn đi. Đừng concert cho nó máu. Vâng, thế thì anh đội. Anh đội nha, em đứng cho em là được. Rồi. Hợp lý. Một bí mật phi thường là ông đã sáng tác 200 ca khúc. Nhưng mà tại sao ông không chia sẻ, hay là mình đã có một nguyên nhân gì đó khiến mình tự ti về những bài hát này hay sao ạ? Thật ra thì có những cái vấn đề cá nhân thôi. Thứ nhất là cái niềm tin của em đối với bản thân nó không có được ổn định. Có lúc thì em sẽ rất là hài lòng với bản thân, nhưng mà cũng có lúc chính em là người nói những cái câu tồi tệ nhất về bản thân mình. Cho nên là dù là em sáng tác nhiều nhưng mà em cũng chỉ giữ cho riêng mình thôi. Nhưng mà không biết vì một cái lý do gì mà ở The Mask Singer em khi mà khoác lên The Mascot of Baby, em lại cảm thấy như là mình rất là được yêu thương. Được yêu thương rất là nhiều. Vì thế cho nên là em tin vào bản thân hơn và em tự tin đưa những cái sáng tác của mình đến với chương trình này. Riêng cái bài hát mà em sẽ thể hiện lần này là một ca khúc mà em đã sáng tác cùng với anh Miu Amazing. Ca khúc này cũng là một ca khúc hiếm hoi mà em viết về người mẹ. Wow. Em có một bài hát viết về bố, bởi vì là bố em đã mất rồi.
Nhưng mà cho đến tận bây giờ thì em vẫn chưa viết được một ca khúc nào về mẹ cả. Nó là một cái điều mà rất là khó khăn đối với em. Và bạn ông Baby đã làm được cái điều đấy ở trên sân khấu này. Và ngay ở cái phần verse thôi, em nghe em nổi da gà ngay lập tức, không còn bất cứ một sự chống đỡ nào nữa. Có thể nói là em là một fan của ông Baby, đã theo dõi bạn rất là lâu và cũng đã có cơ hội được biết về khả năng hát và sáng tác của bạn như thế nào rồi. Luôn luôn respect, luôn luôn ủng hộ bạn trên bất cứ con đường nào. Câu chuyện là như này, gần nhà em có một cái cửa hàng tiện lợi, em cứ vào đấy xong rồi em cứ ăn cái phần cơm làm sẵn, nhìn ra ngoài rồi nhìn xung quanh thì thấy cũng có rất là nhiều bạn trẻ cũng ăn một mình như thế. Em có một cái suy nghĩ trong đầu là không biết là họ có nhớ các bữa cơm gia đình giống như là em không nhỉ. Mẹ của họ, bố của họ có nấu cho họ những cái bữa cơm ngon nóng hổi như là ba mẹ của em hay không? Đấy là cái gì đấy nhỉ? Đồng cảm. Vâng, để em viết ra cái bài đấy đi. Cảm hứng. Cái cảm hứng mà. Viết được 200 bài hát nhưng bí từ. Cái bài này cũng là rối loạn ngôn ngữ đấy. Mà hồi nãy là Huy để thấy ở phía dưới là có một vị cố vấn là cảm xúc đầu tiên, tóc tiên. Bạn đã quay vào trong nhưng tôi vẫn thấy được. Vai rung lên. Nhưng mà sao lại khóc? Không, tức là... Thì anh thì anh hiểu là cái bài hát này nó dành cho những người mà hay cãi nhau với mẹ. Đúng không? Đấy, lại khóc. Đấy. Thương em thôi thế. Thương người đó. Đợi em xíu. Cho tiền vài giây. Không biết là cái này lên trên TV là nó còn được bao nhiêu phần trăm cái cảm giác này. Là tại vì quý vị phải ngồi live á, quý vị mới biết cái cô bé này hát hay như thế nào. Câu đầu tiên nha, bạn vừa cất lên 3-4 chữ đầu thôi, hay là cái câu ngân đầu tiên thôi. Anh ngồi kế bên, ảnh là ca sĩ chuyên nghiệp bao nhiêu năm mà anh buộc miệng anh phải nói đó. Ô, sao hát hay thế, giọng hay thế. Quý vị khán giả phải đi mua vé coi con bé này nó hát ở đêm concert, quý vị sẽ biết là nó hát live hay như thế nào. Nó hát cái nốt đầu tiên thôi là rụng tim rồi. Anh rất tò mò xem là bạn nào. À, dạ, anh chưa đáng biết. Em mà biết rồi em gửi link. Ok, em sẽ gửi. Em chắc chắn và tự tin lắm. Em gửi link chị Minh Tuyết cho ảnh nha. Ok. Ngày hôm nay chị Tóc Tiên khóc thì em vui lắm. Trời, nó hả hê quá ha. Chứ gì nữa. Ồ, nó hả hê ghê luôn. Leo leo. Thành công một người nhạc sĩ. Đợi đó, ta sẽ lên giật bông trên đầu người xuống. Em nói đùa thôi nhưng mà em cảm thấy là từ ngữ không có thể nào diễn tả được tất cả những cái cảm xúc của em bây giờ. Nhưng mà em nghĩ rằng là thôi rồi, chết rồi, em bị đóng băng não rồi mọi người ơi. Thôi thôi, cho đi vô nó nghỉ đi. Bị đóng băng rồi. Hồi nãy em mới hỏi nhà thiết kế của mình Đông Đông thử cái bộ đồ này bao nhiêu ký, là 22 ký. À quên, em còn một điều nữa, sao em quên mất nha. À não tan rồi. Xin mời chị Đỗ Đen ạ. Nhiều hôm vào trong miệng ngơi đóng băng rồi. The Mask Singer Việt Nam All Star Concert 2023. Siêu concert ngoài trời đẳng cấp nhất đã sẵn sàng trở lại ngày 16 tháng 12 này. Bạn đã từng yêu mến đồng nhiệt The Mask Singer Việt Nam All Star Concert 2022. Sao không đến tham gia ngay để tận hưởng những trải nghiệm tuyệt vời mới lạ hơn. 100% chỗ ngồi có tầm nhìn hướng thẳng về sân khấu. 100% âm thanh phủ kín mọi ngóc ngách concert. 100% bảo đảm thưởng thức âm nhạc trọn vẹn tại mọi vị trí. Trải nghiệm năm sau tại Sky Lounge, khu vực có tầm nhìn trực diện trên cầu, đẹp nhất với ghế ngồi thoải mái, không gian riêng biệt, phục vụ F&B chuẩn 5 sao xuyên suốt. Mãn nhãn, mãn nhĩ tại khu vực Diamond 1-2, bùng nổ mọi giác quan với tầm nhìn trên cao trực diện, rõ, thoáng, ghế ngồi riêng.
hình tròn khoảng cách với Diamond Bar, khu vực ngồi sát sân khấu nhất, được thấy những ca sĩ yêu thích gần ngay trước mắt. Bắt trọn từng khoảnh khắc với khu vực rồi, nhót vào tay, thu vào mắt từng giai điệu tuyệt đẹp của loạt siêu hit từ khu ghế ngồi trên sân. Hỏa sức điệu nhạc tại server, khu vực thắng đầu ngồi, tầm nhìn mở, bao quát từ trên cao. Còn chờ gì nữa mà không mua vé ngay hôm nay? Một đêm duy nhất, 16 tháng 12, 2023 tại SECC, thành phố Hồ Chí Minh. The Mask Singer Việt Nam All-Star Concert 2023. Mua vé ngay tại vshop.vn để sở hữu vé sớm nhất và nhận quà tặng đặc biệt từ hôm nay. Mua vé ngay tại vshop.vn.